C4 hi 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 anh em à. C4 C4 parke anh em à. Ghê này, đây vợ vợ C4 nè, vợ C4 nên là có cái dấu tròn như trên đầu. Đi đi theo chị vợ C4 cái xem nào. Chị đang có chiếc công được không đây? Láo nháo cho cháu đi mà con. Cú hả? Đóng đâm vậy không chết là thôi. Hay quá, vợ số 4 em ơi. Trời ơi, vợ số 4 ơi, vợ số 4. Vợ số 4 vẫn là vợ số 4 anh em à. Vợ số 4 vẫn là vợ số 4 rồi. Vợ C4 vợ C4 bắn như tạ. Anh bể giọng rồi à, sao có. Nhảy đâu bạn? Đúng rồi, đúng rồi, vợ sống gọt kono luôn, quá đẹp rồi. Vợ C4 chuẩn bị ăn lựu đạn rồi mà không. Cái này bắn ngáo gì vậy? Ôi ôi. One hour later. Giờ C4 anh em. Giờ C4. C4 hi. Bắn ốc quả cái trưởng ra. Ghép ngẫu nhiên gặp giờ C4 mình chết chắc rồi. Chán vậy nồi thật. Thề. Chỉ ra gánh được gánh được thanh niên bắn nóc được thanh niên cho mà chết nữa. Ra tạm gọi đó là gánh tem đi nè mà. Quá sức đó chị ấy, chắc là do chị ấy xem video nhiều quá nhưng mà học không được cái này mà. Rồi đây là C4 hi 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 nữa rồi, nãy là vợ C4 bây giờ tới chồng C4 rồi đây mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hay à bộ ơi. Mấy thằng kia lại ghép bên kia nữa rồi. Đỡ em ủng hộ anh. Hai. Chán thật sự. Hồi sáng giờ mình chơi 5 trận mà ghép vô một thằng 1-4 trận rồi. Thằng vô lệ này nên hết bên tên mình rồi bên tên kia rồi. Còn thằng ốc chó này sẽ bấm hi hi. Nãy ghép bên tên mình giờ ra bên tên mình nữa. Cha tên mình cứ gặp mấy thằng ngu thế này. Ai trận đầu gặp C4 chồng giờ vợ C4 giờ gặp chồng C4 anh em mà. Người ta cũng khá là đẹp trai. Đừng mới biết chưa mấy chồng luôn á. Thật sự. Bất ngờ chưa thằng lên. Ui. Nóc lấy chơi rồi mấy ông nội ơi. Rồi ông ba thằng bắn thua anh thằng luôn bây giờ. Help me.
mời có lụa sao nãy giờ không quăng vô sớm ông nội đó, để không chồng số 4 có phát khi tác dụng liền đây mà. Vậy số 4 bắn không nổi, giờ đã chồng số 4 vô rồi, chồng số 4 vô mà chồng số 4 vẫn ăn hành như thường thôi nè mà. À, đáng buồn cho chồng số 4. Đây nè, đây là chồng số 4 nha anh em. Nè chồng số 4. Em ấy chồng số 4 bắn như thế nào? Gụm trứng không? Ủa nó cho tôi khẩu âm nè. Tôi tưởng là cái gì không? Xác định trước rồi có hình nào trên cao không cái đã. Bắn bậy bạ bể đầu liền. Đâu vậy? Hay quá bạn ơi, mai về em đi xe hơi. Kẻ là vậy đấy. Đậu xanh không té chết nữa ông nội. Bùm. Mặt bự chưa? Mày quá đẹp địch mày sai lầm rồi. Ai nhanh chóng học đại học lên YouTuber đi rồi. Wow. Vỡ nồi chờ đậu. Ông nào suy nghĩ ra cái câu đó vậy? Nãy là vợ số 4 bây giờ là chồng số 4 anh em à. Số 4 hi hi hi. Rồi chồng số 4 đang bắn nhau với kia rồi. Chúng ta sẽ tiếp chồng số 4 như thế nào đây? À làm em khó xử quá. Cờ Uno nữa, đậu xanh á. Ui tay mình có thằng này nó phế phải rồi. Nhà hoang rồi anh ơi ha. Kệ nó nha. 30 chưa phải là Tết nữa đúng không? 30 mới là giao thừa thôi. Mà phải là Tết. Ủa thôi, bán được gì đâu. Vô cho đồng đội gánh đấy mà. First blood. Cái giò. Đấy, chồng số 4 đấy anh em. Chồng số 4 đấy. Chúng ta phải lạc quan nhìn gì nữa. What the hell? Nhưng nói làm tôi thấy nhột quá mấy ông à. Bởi cái lạc quan. Giờ mà anh em cứ fit đi là đồng đội anh em tự nhiên cái gánh nè. Nó không gánh được thì tại mình thua luôn chứ không có gì hết trơn á. Game mà. Ăn thua gì ba vụ thắng thua. Đúng không? Mà thằng chồng số 4 này cứ theo tôi, dán theo tôi hoài thế này. Cho tôi bắn được đây. Bên kia nó không qua đây nè mà. À, hên rồi. Này, đồng đội mình nó không qua đây chúng mình. Đúng rồi, toàn. Em thấy gì không?
chơi chiến thuật vườn hoang và trống rồi nha. Chơi không? Chơi bố à? Rồi, ghế chưa? Ghế chưa? Đừng giỡn mặt gì nổ hả mày? Cái mặt gì nổ à? Ghim tỉa ra tay đây. Chơi qua tay mình chơi em đã rồi, ra qua tay kia chơi anh em à. Ghim tỉa ra tay rồi. Hay rồi. Lại ở chỗ nô ạ. Hay quá bồ ơi. Chồng số 4 lấy MVP rồi. Quá dữ anh em à. Em thấy chồng số 4 gắn kia chưa? Chồng số 4 anh em à. Anh em thấy chồng số 4 không? Số 4. Trận đầu tôi pha tôi gặp vợ số 4 mà tôi thấy ngáo rồi, giờ tới chồng số 4 mà ra cũng gỡ được chút xíu anh em. Nhưng mà Ala vẫn đứng hàng chót anh em ạ. Không sao. Có chồng số 4 tham gia là tôi mừng rồi. Số 4. Đó, ghê chưa. Quá ghê chứ làm sao mà không ghê được đúng không anh em. Chồng số 4 mà.